Việt Nam mình ấy, thì ở ngoài biển cũng như ở trên rừng cũng như ở đồng bằng có rất nhiều món ăn ngon, nhưng mà không chế biến được, không giữ tươi được lâu vì công nghệ của chế biến sau thu hoạch cũng như công nghệ sản xuất chế biến trước khi nấu của chúng ta đang có vấn đề. Ước muốn của founder tôi nên ăn gì là đưa được một bữa ăn tối sạch chế biến sẵn cho những bà nội trợ Việt Nam. Tôi cho rằng là cái này là một ước muốn rất đáng trân trọng. Đáng tiếc là cách đặt vấn đề về xây dựng nền tảng công nghệ chả được sáng nào ủng hộ. Nhưng mà tôi đầu tư cho cái doanh nghiệp này thì tôi cũng đã có định hướng cho doanh nghiệp này rồi. Và tôi cho rằng là ngoài việc công nghệ, tôi nên ăn gì sẽ đầu tư thêm vào việc chế biến. Và tôi tin rằng là tôi nên ăn gì sẽ giúp được các bạn phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Và giúp các bạn phụ nữ đi thẳng đến tình yêu của người đàn ông thông qua cái dạ dày.